Thưa quý vị, bát hương có 3 dấu hiệu cực độc này thì phải thay ngay cả mất hết phúc lộc, tiền bạc, đội nón ra đi. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bát hương là một vật linh thiêng được đặt trên bàn thờ mà bất cứ gia đình nào cũng có. Nhưng các bạn có biết rằng một số dấu hiệu bất thường xảy ra trên bát hương sẽ cảnh báo chính xác các điểm xui xẻo sắp xảy đến với gia chủ hoặc là các thành viên trong gia đình hay không ạ? Theo quan niệm của thế giới tâm linh, việc đặt bát hương không thể tùy tiện theo sở thích hay cảm tính mà cần phải đến sự tư vấn kỹ càng từ các bậc thầy phong thủy nhà ở. Nếu đặt bát hương đúng cách, gia đình sẽ được hưởng vận may, phát tài phát lộc, nhưng nếu ngược lại thì không thể lường trước được những tai họa có thể xảy ra đối với gia đình. Ngay sau đây thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này trong video dưới đây. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Bát hương có 3 dấu hiệu này phải thay ngay, giữ lại đen đủi cả năm. Vị trí đặt bát hương chuẩn nhất. Những dấu hiệu bất thường trên bát hương cảnh báo điểm xui xẻo. 1. Bát hương bị xê dịch. Bát hương thường được đặt chính giữa bàn thờ, tuyệt đối trong một năm, không được xê dịch tùy tiện, kẻo gia đình gặp tai họa xui xẻo ập đến. Bạn nên chú ý đến cuối năm thay bát hương, phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay. Chân hương cũ sau khi dọn, mang ra hồ hoặc là sông bỏ và đốt hết, phải giữ lại số chân dung là số lẻ. Điều này sẽ khiến cho gia đình an yên, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc quanh năm. 2. Bát hương bị đặt trông tranh. Như đã nói ở trên, bát hương là vật linh thiêng nên cần phải cố định. Bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương trông tranh lệch từ bên trái hay bên phải. Cho dù bàn thờ lớn hay nhỏ thế nào, cũng phải nhớ có đủ 3 bát hương. Bát chính giữa là to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần, táo quân. 2 bát hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Trên bàn thờ luôn phải có đèn dầu hoặc nến để thể hiện sự tôn nghiêm chốn linh thiêng. 3. Không đựng cát trong bát hương. Nhiều gia đình đổ cát vào trong bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây là một quan niệm sai lầm. Phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm ô uế nên để trong vật linh thiêng như bát hương thì gia chủ khó mà tránh khỏi tai ương xui xẻo. Tốt nhất, gia chủ nên lấy tro đun bếp hoặc đun bằng rơm bỏ vào trong. Có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà, vui vẻ và hạnh phúc. 4. Không dùng bát hương làm bằng đá. Bát hương làm bằng đá là điều tối kỵ bởi chất liệu này chỉ phù hợp với miếu, chùa chứ không hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu gia chủ cố tình sử dụng chất liệu này, rất có thể tài lộc trong nhà sẽ bị mang đi hết. Vậy gia chủ cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ gia tiên? Trên bàn thờ gia tiên thường sẽ bày ít nhất là 2 bát hương, 1 thờ thần linh, 1 thờ gia tiên. Cũng có gia đình chỉ có 1 bát hương thì do là khi xây nhà, họ mượn tuổi chưa đổi về gia chủ đúng trên giấy tờ, hoặc cũng có thể là gia đình quyết định thờ chung. Lại có nhà bày đến 4 bát hương thì do họ tách ra thờ riêng bát hương cho tổ cô và bát hương ông Mãnh. Theo quan niệm tín ngưỡng lâu đời, các gia đình sẽ thường bày bát hương ứng với các con số lẻ là 3, 7, 12 và gặp nhiều nhất là 3 bát hương. Sẽ sắp xếp theo thứ tự là bát hương thờ tổ cô ông Mãnh đặt bên trái, thờ thổ công thần linh ở giữa và thờ gia tiên bên phải là đầy đủ. Cũng có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà cụ kỵ, bố mẹ, bà cô, ông Mãnh, khiến cho bàn thờ bị quá tải, bày không đúng cách, sẽ không tận dụng được sức mạnh từ tâm linh theo quan niệm. Chưa kể, cũng có nhà trong bát hương không ghi rõ trong cốt thờ ai, khiến cho tổ tiên thần linh không có chỗ để về ngự, vô tình lại khiến cho gia đình phạm lỗi không đáng mắc phải. Bên cạnh việc chú ý tới bát hương, gia chủ còn phải cần lưu ý 3 điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ, cần phải tránh kẻo rước họa vào thân. 1. Dùng đồ không sạch để lau dọn bàn thờ ngày Tết. Khi đã biết việc dọn bàn thờ ngày Tết rất quan trọng thì bạn cũng không được lơ là việc dùng gì để lau dọn. Những đồ lau dọn bàn thờ như chổi quét, khăn lau, khăn khô đều là đồ sạch được mua về để dùng riêng cho lau dọn bàn thờ tổ tiên là tốt nhất. Hạn chế dùng chổi khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm. 2. Dùng nước lạnh để rửa bài vị. Khi lau rửa bàn thờ thì nên dùng nước ấm,
không được dùng nước lạnh để lau rửa bài vị, đặc biệt khi lau bát hương, không nên xê dịch bát hương nhiều. Chỉ nên dùng rẻ sạch lau qua thành bát hương cho bớt bám bụi, tàn nhang bám trên đó. Nước dùng để lau dọn bàn thờ hoặc lau bát hương, rửa bình hoa hay chén đĩa trên bàn thờ đều phải là nước sạch được cất riêng. Có nhà cẩn thận còn dùng nước mưa hay kỳ công nấu thành một nồi nước lá trầu, lá bồ để chuẩn bị cho dọn dẹp bàn thờ tổ tiên ngày Tết được thanh sạch trang trọng nhất có thể. Nấu nước năm thứ thảo dược như quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc rượu gừng để tẩy uế làm sạch đồ thờ cúng. Đun sôi cho kỹ những thảo dược đó với 1,5 lít nước để ấm, rồi dùng nước đó lau rửa bàn thờ và đồ cúng thì rất linh thiêng. Tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước bài vị của thần Phật. Phật luôn ở vị trí trang trọng và luôn được ưu tiên trước nhất. Người xưa quan niệm nếu không làm như vậy có nghĩa là bất kính mạo phạm với thần Phật. Thần Phật có ngôi vị cao hơn nên dễ khiến cho tổ tiên bị chèn ép. Thứ ba, di chuyển bát chân hương tùy tiện. Các nhà tâm linh cho rằng bàn thờ là nơi linh thiêng, phù hộ cho gia đình bình an, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta không nên tùy tiện chạm đụng, di chuyển. Điều này sẽ làm cho tổ tiên, các vị thần khó an vị để phù hộ cho con cháu. Ngoài ra, người ta còn quan niệm nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia chủ. Một số lưu ý khi thờ tự để tránh hao tài, tán lộc. 1. Không đặt hoa giả, quả giả. Các chuyên gia khuyên không nên bày hoa quả giả lên ban thờ mà chỉ nên cúng hoa quả thật. Ban thờ nếu đặt những vật giả vào sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng quan trọng ở cái tâm, cho nên dù ít dù nhiều cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Bạn cũng không được phép đặt hoa và quả khô trên bàn thờ, vì như vậy khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi. Không nên mang cành vàng, lá ngọc đặt trên bàn thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng, lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi lại xin lộc mang về, trưng trên bàn thờ. Điều này là hoàn toàn không nên. Ở chùa thường có các vong hồn lang thang đến ăn mày cửa Phật. Có thể vong nào đó sẽ bám vào những cành vàng, lá ngọc để về nhà của bạn. Nếu đã mua những cành vàng, lá ngọc đó dâng lên công đức rồi, thì sau đó nên hóa đi. Hơn nữa, cành vàng lá ngọc đó bạn không biết những người làm và đem bán có được đặt để ở những nơi sạch sẽ hay không, hay lại vứt linh tinh ở những nơi uế tạp. Vì vậy, không nên tùy tiện đặt chúng lên bàn thờ, nơi thanh sạch nhất trong nhà của mình. Ngoài ra, ngày đầu năm nhiều người còn có thói quen hái lộc ở chùa, về nhà. Điều này là tuyệt đối không được làm. Vì như giải thích ở trên, nhánh cây mà bạn coi là lộc mang về nhà ấy có thể cũng có vong bám theo. Tương tự, các cây ở ngoài đường cũng không được tùy tiện hái mang về nhà, đặc biệt là những cây có cành lá sum suê, cổ thụ. Tiếp theo, không được giữ tiền vàng giả từ năm này qua năm khác. Nhiều gia đình có thói quen bày tiền vàng lưu trên bàn thờ cả năm là không nên. Năm mới bước sang một công việc mới, những đồ trên bàn thờ cần hóa đốt hết để mọi thứ đều mới. Cần phải hóa số tiền vàng đó vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, giúp cho gia chủ có sự luân chuyển về tiền bạc dồi dào năm sau nhiều hơn năm trước. Theo quan niệm dân gian, nếu để quên không hóa vào cuối năm, việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn. Trong ngôi nhà truyền thống của người Việt, bàn thờ luôn ở vị trí trang trọng nhất. Tùy theo mỗi gia đình, mỗi vùng miền mà bàn thờ gia tiên có cách đặt khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bài trí bàn thờ đúng phong thủy để rước tài lộc về nhà. Và dưới đây sẽ là một số lưu ý phong thủy khi đặt bàn thờ gia tiên để gia chủ đón tài lộc, gia đình bình yên, hạnh phúc, thể hiện được sự thành kính đối với bậc tổ tiên. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Vị trí khi đặt bàn thờ phù hợp với từng loại nhà ở. Trong các gia đình thì bàn thờ được đặt cố định tại trung cung, tức là vị trí trung tâm. Thông thường thì khi bạn đặt chân vào từ cửa chính, có thể thấy ngay bàn thờ gia tiên cùng với bộ bàn ghế tiếp khách. Đây là cách bài trí quen thuộc từ xa xưa, khi mà kiến trúc nhà có hàng hiên và sân vườn bao quanh. Với những gia đình hiện đại thì ngay từ điều kiện sống đến diện tích cùng cách cấu trúc, không gian cũng không giống trước, cho nên cách sắp xếp bàn thờ cũng khác đi nhiều. Nhưng điều này lại cũng làm nảy sinh ra một số vấn đề vướng mắc như các nhà gia đình sống tại thành phố tấc đất tấc vàng hiện nay thường đặt bàn thờ trên tầng cao nhất, chính là tầng thượng.
Vị trí này sẽ thoáng hơn vì có khoảng sân rộng rãi, đủ chỗ cho mọi người có thể tiện tập trung lại mỗi dịp Tết, Dỗ Chạp. Vậy nhưng, có nhiều nhà lại không đặt bàn thờ trên cao như vậy. Họ cho rằng như thế gây nhiều khó khăn trong đi lại, nhất là với người già. Công việc chăm lo hương khói lau dọn bàn thờ cũng vất vả hơn, rồi lại đặt cao thì cảm thấy có nhiều xa cách. Thực tế thì việc đi lên đi xuống hàng ngày cũng không có gì là nặng nhọc đến như vậy. Điều này cũng xem như là bạn đang tập thể dục mà thôi. Và công việc lau dọn vệ sinh hàng ngày có thể giao cho thế hệ trẻ và nhằm giảm tải lượng công việc của bạn đi. Còn với những căn nhà ở chung cư, căn hộ, nhà trệt thì vẫn có thể gắn bàn thờ gia tiên gắn liền với không gian phòng khách. Nhưng như vậy thì bạn phải giải quyết được vấn đề thoát khói và không để lại những vệt vàng ố trên trần nhà. Ngoài ra, bàn thờ ông địa thần tài thì bạn nên đặt ở lối vào chính ở dưới đất để nghênh tiếp thần tài được trực tiếp hơn. Đến bàn thờ thiên thì gần như hoàn toàn lộ thiên từ một bệ đá hoặc là trang thờ có mái. Vị trí thuận tiện đặt bàn thờ thiên là sân thượng hay ban công trước nhằm thắp nhang để xua đuổi âm khí, tạo thêm sự ấm áp trong sinh hoạt cho ngôi nhà Việt. Nhưng lưu ý là không nên làm bàn thờ quá cao hay quá thấp mà hãy vừa vặn với mọi người trong gia đình. Hướng dẫn cách đặt tủ thờ đúng cách. Hiện nay tủ thờ thường được thiết kế phần dưới và bên hông có chứa đồ. Nếu bệ thờ có kiểu tấm đan bê tông thì vẫn nên kê vào tủ nhỏ hay bàn ở khoảng trống để lễ Tết tiện cho việc sắp xếp vật dụng. Bạn có thể thiết kế phòng thờ kết hợp với thư phòng nơi làm trà đạo, tiếp khách hay tổ chức sinh hoạt trong gia đình một cách sang trọng. Lưu ý không nên bố trí phòng thờ chung với phòng ngủ, nơi giải trí vì rất ồn ào lại thiếu sự trang nghiêm cần thiết. Dù là gia đình bạn có thiết kế căn nhà theo phong cách hiện đại, cũng không nên trang điểm phòng thờ một cách lòe loẹt cầu kỳ. Bài trí bàn thờ chú ý là trang nghiêm nhưng không u tịch mà nên là nơi kết nối các thế hệ, tạo sự gần gũi, giáo dục truyền thống ông cha tổ tiên, giữ nếp sống tốt đẹp của gia đình. Có một số lưu ý khác khi đặt bàn thờ như kiêng kỵ đặt tượng thần thánh hay những vật thể linh thiêng trung tường hay nằm bên dưới phòng vệ sinh. Không nên đặt tượng thần thánh đối diện với cửa phòng vệ sinh, trực tiếp dưới sàn nhà, đối diện cầu thang, dưới cầu thang, đặt trong phòng ngủ và nhất là phòng các cặp vợ chồng. Một số điều cần lưu ý trong phong thủy phòng thờ. Không đặt bàn thờ ở lối đi lại. Bàn thờ là nơi cần yên tĩnh, thanh tịnh. Vì vậy, đặt gần lối đi ồn ào sẽ khiến cho gia chủ không gặp may mắn, hao tán tài lộc. Bên cạnh đó cũng không nên đặt phòng thờ cạnh hoặc là dưới phòng trẻ em, sân chơi, làm mất đi sự tĩnh tại cần thiết cho không gian thờ cúng. Việc kê bàn thờ thường được mọi người tính toán cẩn trọng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp không để ý, không gian hẹp, họ kê gần nhà tắm hoặc nhà vệ sinh. Vì vậy, tuyệt đối không được gần nhà vệ sinh phòng tắm hay khu vực ô nhiễm như là gần cống thải. Điều này sẽ làm ô uế không gian thiêng liêng. Thông thường, có đến một hoặc là ba bát hương. Bát hương ở giữa thờ chung thần linh thổ địa, bát hương hai bên là thờ gia tiên và bà cô, ông mãnh. Ngoài ra, khi bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí, khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà khiêm tốn, bàn thờ nhìn thẳng vào lối cửa ra vào hoặc đặt tại vị trí mà nhiều người quan sát và nhòm ngó, thì cần phải có rèm che lại phía trước và hai bên. Khi thiết kế hay bài trí sắp đặt cho không gian thờ cúng, bạn phải lưu ý tránh đặt bàn thờ gần luồng gió hút mạnh, gây động và có thể thổi lửa tàn nhang ra chỗ khác, gây cháy. Mặt bàn thờ nên đặt một tấm kính để đảm bảo sự an toàn và tránh lửa bén. Tuyệt đối không được đặt bàn thờ bên dưới phòng vệ sinh, phòng trẻ em chơi đùa, làm giảm tính tôn nghiêm. Không gian đặt bàn thờ phải đủ thông thoáng, không nên đặt bàn thờ cao quá, gây khó khăn cho việc thờ cúng, cũng không nên đặt thấp quá, thiếu trang nghiêm. Trong các trường hợp bàn thờ treo hay tủ thờ cao thì phải đảm bảo khoảng cách tới trần không quá gần, tránh quẩn khói và gây ám vàng trên trần. Để khắc phục trường hợp này, bạn có thể gắn một tấm kính phía trên trần. Ánh sáng trong phòng thờ và trên bàn thờ không nên sử dụng ánh sáng trắng, mà nên sử dụng ánh sáng vàng, có cảm giác ấm cúng. Nguồn sáng gián tiếp tránh gây chói. Bạn có thể dùng đèn hát tường hoặc là những bóng đèn nhót, đèn thờ bố trí chiếu ánh sáng nên đăng đối theo hai bên thờ.
kiểu dáng chất liệu của đèn cũng cần phải phù hợp với tủ thờ và không gian chung, tránh quá màu mè và loè loẹt. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận phía dưới video này. Và đừng quên nhấn vào đăng ký kênh YouTube của Phong thủy Gia Cát. Cùng với đó là nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nói lời chào tạm biệt với Dũng Quỳnh nhé. Bye bye!